Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin truyền thông chính sách của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý khán giả một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Thông tư 05 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung một số quy định về thu hồi giấy phép lái xe tại Thông tư số 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm: người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe, người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình, cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện, có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký. Thông qua việc khám sức khỏe, cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp giấy phép lái xe bị thu hồi đến cơ quan thu hồi giấy phép lái xe. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe có trách nhiệm thu hồi giấy phép lái xe đã cấp và hủy bỏ theo quy định. Thông tư 05/2024 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ ngày 1/6/2024. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2024 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều 16, Nghị định 39/2019 của Chính phủ về điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, điều kiện vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo bao gồm: đáp ứng các tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành; có dự án phương án kinh doanh, sản xuất khả thi và phù hợp với tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo; đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện phương án dự án sản xuất kinh doanh và đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện phương án dự án sản xuất kinh doanh; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Nghị định 45/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/6/2024. Thông tư 11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới. Theo đó, các phương tiện được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải lập hồ sơ phương tiện với mức giá dịch vụ như sau. Giá lập hồ sơ với xe miễn kiểm định lần đầu 46.000 đồng một xe. Giá dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 23.000 đồng trên một lần trên một xe. Trong đó, giá này đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhưng chưa bao gồm thuế VAT. Đặc biệt, tổ chức cá nhân được cung cấp dịch vụ này phải thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá ở trên. Thưa quý vị và các bạn, Thông tư 02/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa như sau. Theo đó, người tiêu dùng có thể tra cứu trên cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia các thông tin sau đây: tên và hình ảnh của sản phẩm hàng hóa, tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa, thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra trong sản phẩm, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký tự và số seri sản phẩm nếu có, thời hạn sử dụng sản phẩm hàng hóa nếu có, trách nhiệm của tổ chức cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, tuân thủ các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, thực hiện công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định tại tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tương ứng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật. Thông tư 02/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6/2024. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin truyền thông chính sách của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 18:50 thứ hai tuần sau.